Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Từ bác mặt dày như này từ khi nào vậy? Mới chia tay được có mấy ngày mà đã dụ dỗ được một cô gái xinh đẹp như vậy rồi sao? Các anh đã quen biết nhau từ sớm rồi nhỉ? Quen nhau hơn 1 năm rồi. Ấy chẳng trách, đàn ông quả nhiên là chẳng phải kẻ tốt lành gì. Đã ăn trong bát lại trông trong nồi. Cha làm. Vì sao? Vì sao? Hình như rất nhiều chuyện giống như là ý trời đã định sẵn. Vương tử bác làm thêm 1 năm, kiếm tầm 10 vạn, ít nhất là có 9 vạn là tiêu vào trên người của mình. Mức độ thân mật nhất của bọn mình cũng chỉ là nắm tay nhau. Mặc dù buổi tối hôm tiệc chúc mừng đó đã uống nhiều, vô duyên vô cớ phát sinh một chút chuyện. Thật ra khi đó cũng không quá để tâm tới, là bản thân anh ấy nói muốn chịu trách nhiệm với mình. Vương tử bác chắc chắn là sẽ có một vị trí càng quan trọng hơn ở trong Rocket 101, đang phát triển mạnh mẽ từng ngày. Thậm chí đã từng nghĩ tới xem có nên nói chuyện nghiêm túc một lần với vương tử bác hay không. Vừa hay đúng lúc chưa qua được mấy ngày thì Trần Hán Thang đã phá sản. Chỉ cần Hán Thang phá sản sớm hơn trước 2 hôm, vương tử bác anh ta căn bản không thể nào chạm được vào cạnh giường của mình. Tất cả giống như là tình tiết có người thiết kế, chẳng lẽ thật sự là do ông trời sắp đặt hay sao? Mấy người cố ý nhắm vào tôi đúng không? Không có chuyện đó, chúng tôi trịnh trọng thanh minh. Đây chỉ là diễn tập đơn thuần, không nhắm vào bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. Chuyển phát nhanh quả là thứ đốt tiền. Chỉ riêng việc thực hiện bước này đã cần phải trả cái giá lớn biết bao chứ. Còn may ông đây bán sớm, bằng không qua 4-5 năm nữa, chắc chắn là sẽ xuất hiện nguyên hình. Chuyển đổi thành tiền mặt mới là lựa chọn thích hợp nhất. Còn hoài niệm ghê đó nữa nhỉ? Đừng có làm màu ở đây, cậu đã xin lỗi bên Thi Thi hay chưa? Không thể nào để chuyện này trôi qua sao, cô ấy cũng không mãnh liệt yêu cầu tớ xin lỗi. Về sau tớ sẽ cố gắng hết sức, tránh gặp mặt bên Thi Thi ít chút là được. Vẫn nên đi xin lỗi cậu đi, người ta bị cậu quay làm bia đỡ đạn một lần. Xin lỗi, tôi không nên đồng ý linh tinh, xin cậu hãy tha thứ cho tôi. Không sao không sao, vậy chúng tôi về trước đây. Tạm biệt Trần Hán Thằng, Tiểu Trần, Tử Bác tạm biệt. Biên Thi Thi thế nào, điều kiện của cô ấy rất tốt. Chính là do điều kiện của cô ấy quá tốt, tớ căn bản là không xứng. Biên Thi Thi ngồi vững chức hot girl ngành ở trường học. Hòa thượng như là đại học khoa học và công nghệ kiến nghiệp đó. Nếu đã như vậy, vậy bôn chuyện ra kiến nghị cậu tiếp tục theo đuổi Hoàng Huệ. Cậu đừng lấy tớ để làm niềm vui nữa. Chị Tiểu Huệ, Hoàng Huệ đã có bạn trai rồi, tớ cũng chẳng phải là cha làm, không muốn đi vào góc tường. Ngày thì có gì, chúng ta đổi cách khác nói mà thôi. Nếu như nói cậu yêu phải bạn gái của người khác, mọi người đều cảm thấy cậu rất cha. Nhưng mà nếu như cô gái mà cậu yêu sau cùng lại trở thành bạn gái của người khác, có phải là cậu rất đáng thương hay không? Địch vẫn phải là Tiểu Trần cậu. Tư thế lút mấy nhà khói này càng ngày càng lão luyện rồi. Trải qua sự tẩy rửa của Hoàng Huệ, rốt cuộc là cũng trưởng thành lên rồi. Tiểu Ngư Nhi, cậu nhìn thấy dáng vẻ ban nãy của Vương Tử Bắc hay không? Trời ạ, cậu ta lấy tớ làm bia chắn, lúc xin lỗi còn ngại ngùng. Được rồi, lúc trước khi tớ với Tiểu Trần cãi nhau, cũng thường xuyên cảm thấy khi đó bản thân không phát huy tốt. Buổi tối nằm ở trên giường càng nghĩ càng tức, không nhịn được còn khóc cả luôn. Sau này thì sao? Sau này tớ liền đánh thức anh ấy vào lúc nửa đêm, nhất định đòi anh ấy an ủi tớ. Chẳng qua điểm kỳ lạ là, sau khi Tiểu Trần bắt máy, tớ chỉ cần nghe thấy tiếng mơ màng của anh ấy, sự bực tức ở trong lòng đã tan biến hết ngay. Hơn nữa còn cảm thấy ban này ngốc quá, vốn dĩ chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi. Được rồi, đang cà khẽ yên lành, kết quả lại để cho cậu bắt được cơ hội khoe ân ái. Lát nữa mời tớ ăn kem dâu tây MC McDonald. Không thành vấn đề, lát nữa tớ mời cậu ăn là được. Tớ không ăn. Sao vậy, cậu kiêng đồ ngọt hả? Không có gì, tớ vẫn rất muốn ăn đồ ngọt. Tiểu Trần đã phá sản làm ăn, mặc dù nói không có lợi lần, nhưng dù sao trong lòng cũng không dễ chịu. Nếu như tớ vẫn tiêu tiền như lúc trước, cứ cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. Cho nên tớ muốn cùng Tiểu Trần trải qua ngày tháng cực khổ. Đệt, đừng lấy tình yêu ngọt ngào ra để dụ dỗ tớ nữa. Lực ý chí của tớ không mạnh vậy đâu. Ngộ nhỡ thật sự là nói chuyện yêu đương cùng với vương tử bác kia, tớ cảm thấy có lỗi với chiều cao 1m66 của bản thân. Thôi bỏ đi, tớ cũng không ăn nữa. Không ăn cùng cậu. Cảm ơn Thi Thi. Cảm ơn tớ, sau khi công ty luật chính thức thành lập, tớ còn chờ trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhiệm Tiêu đó. Nói tới chuyện của văn phòng luật, không biết là việc trang hoàng ở bên phía trung tâm thương mại quốc tế thế nào rồi,
ngày mai chúng ta kéo theo đàn chị Cao cùng đàn chị Linh qua đó xem tình hình đi. Từ tầng 18 nhìn xuống, ai cũng là một con kiến ở trong đông đảo chúng sinh. Gần đây hình như là cảm xúc cuộc đời của cậu đã nhiều lên rồi. Cũng được. Trần Hán Thăng đã phá sản, cậu có biết hay không? Từ sau khi biết mối quan hệ của Trần Hán Thăng cùng với Tiêu Dung Nhi, ngẫu nhiên tôi sẽ chú ý một chút tới Rocket 101. Khoảng thời gian trước cũng rất ngạc nhiên khi nghe nói bị ép chuyển nhượng. Lúc trước tôi từng tiếp xúc với đàn em Trần, khi đó cậu ta cố ý không thừa nhận Rocket 101 là sản nghiệp của mình, đồng thời đã nói rất nhiều tin tức tiêu cực về Rocket 101. Tôi còn cảm thấy người này ảo tưởng năng lực. Sau này mới hiểu được cậu ta chỉ đang đùa chúng ta. Tôi mới nghĩ dù nam sinh này tuổi tác còn nhỏ, nói chuyện cũng chẳng đàng hoàng. Thật ra góc độ trình tự nhìn vấn đề của cậu ta có lẽ là nhìn xuống chúng ta. Dẫu sao cũng là trắng tay dựng sự nghiệp, không có điểm hơn người là không được. Nhưng mà cậu ta quá mạnh mẽ, tôi vẫn luôn lo lắng đàn em Trần thường xuyên nhúng tay vào công việc của phòng luật. Chẳng qua sau khi cậu ta phá sản, đại khái sẽ không xuất hiện tình huống này nữa. Tiểu Ngư Nhi khá là đơn thuần, chẳng qua cũng rất thông minh, để em ấy làm chủ nhiệm của phòng luật thật ra cũng rất ổn. Ây, đẹp quá. Giống như những gì nhìn thấy ở trong phim truyền hình vậy. Tiểu Ngư Nhi, đàn chị Cao, chúng ta thương lượng một chút xác định tên của văn phòng luật đi, còn có những vấn đề như là phân chia điều phối nghiệp vụ, khu vực văn phòng. Nhiều như vậy, em gọi cuộc điện thoại hỏi. Tiểu Ngư Nhi, đây là nội dung của chuyên ngành pháp luật, Trần Hán Thăng tới đây cũng chẳng giúp đỡ được chuyện gì. Em phải học cách tự mình đưa ra quyết định. Đúng vậy, Tiểu Ngư Nhi. Nhiều người, nhiều cách, nhiều kiểu gì cũng nghĩ ra cách hay. Chúng ta có 4 người lặn đó. Lại nói, em là chủ nhiệm của văn phòng luật, bọn chị trung quy sẽ ủng hộ quyết định của em. Hai đàn chị nghiêm túc quá. Đàn chị Cao nói đúng, em phải trở thành trợ lực của Tiểu Trần. Cùng lúc đó, phố hàng hóa Nghĩa Hồ. Nếu như muốn mở chi nhánh của tiệm trà sữa, nên chọn địa chỉ ở đâu đây? Tiệm trà sữa muốn mở chi nhánh sao? Lý luận kinh tế của các cậu là uổng công học rồi hả? Uổng công làm ở trong Rocket 101 rồi sao? Không có quan sát cùng suy nghĩ ở tiệm trà sữa hay sao? Tôi nói rõ với hai người trước, mở cửa hàng trà sữa ở phố hàng hóa Nghĩa Hồ, bởi vì có thị trường sinh viên căn bản là sẽ không lỗ. Làm sao để lựa chọn một gian thích hợp nhất ở trong những cửa hàng bán còn lại, đồng thời viết ra phương án thương nghiệp hợp lý, đây mới là nhiệm vụ một tuần gần đây của cô. Cậu thì sao?